Đó là cái cổ tử cung không mấy bạn Xạo quá ha Làm báp ha Quên con chuột này Đây Khi mà mình đặt cái mỏ dịch vô Thì mình sẽ thấy đây ha Đây mình sẽ thấy cái vùng màu đen Và cái vùng mà gạch sọc sọc á đó, mình bộc lộ vô trong âm đạo mình đưa cái mỏ vịt vô mình sẽ thấy cái cổ tử cung hình tròn ở dưới đây nè là mình sẽ thấy được cái vùng màu đen và cái vùng gạch sọc này thôi còn cái vùng ở phía bên trong kinh của tử cung gần như mình sẽ không có thấy được trừ khi mình phải đặt một cái ống soi vô bên trong kinh thì mình mới thấy được mình nhắc lại một chút xíu về cái bài của những cái tế bào của cổ tử cung để tụi em hình dung ra cái ranh giới của nó như thế nào ha Ủa nó không chạy hả ấy ơi À, vậy đi rồi hiểu hiểu cái chữ trên bảng không mấy bạn thời gian quá rồi được chưa đọc được cái đó không mấy bạn thì khi mà mình làm cái tầm soát ung thư cổ tử cung á mình lấy cái tế bào ở cổ tử cung để mà mình mình xét nghiệm á mình đọc á thì cái vùng mà mấy bạn hay bỏ sót nhất là hai cái vòng tròn ở bên trong này nè nó gọi là cái ranh giới chuyển tiếp giữa cổ trong và cổ ngoài. Cái vùng đó là cái vùng rất dễ bị bỏ sót tế bào và chính cái vùng đó là cái vùng rất dễ bị chuyển sản. ha Cái lớp tế bào ở bên ngoài người ta gọi là tế bào biểu mô. Còn cái ở bên trong nó gọi là tế bào tuyến. Ở cổ tử cung nó có hai cái lớp tế bào đó. ha Và nếu như tế bào tuyến mà nó xâm lấn ra phía bên ngoài á, ha thì em hay nghe được cái thuật ngữ là lộ tuyến cổ tử cung đặc biệt là mình hay gặp ở những phụ nữ đã sanh rồi hoặc là những phụ nữ người ta đã, đã có quan hệ tình dục khi người ta có quan hệ tình dục thì em biết rồi cái môi trường bình thường của âm đạo là môi trường nó hơi axit một chút xíu còn cái tinh dịch ha, thì nó lại có khuynh hướng là kềm có nghĩa là khi quan hệ tình dục á, mà người ta phóng tinh là người ta đưa tinh trùng vô bên trong âm đạo của người phụ nữ khi tinh trùng vô hàng loạt chết cha đức cộng dây thùng Ê, cho chị xin sợi ý là đêm cho chị xin hai sợi luôn đi đang nói tới cái phần hay tự nhiên cái ý là nói là phải bớt bớt lại cảm ơn em trời xin hai cộng cho dưới chị. để hết trên này cho chị sao vậy dạ? ok tinh dịch nó đi vô trong âm đạo của phụ nữ là một loạt tinh trùng được phóng vô bên trong thì môi trường đang môi trường kềm mà đi vô bên trong môi trường âm đạo là môi trường axit thì em tưởng tượng giống như là nó bị axit vô trong mặt vậy đó Ủa nó chết hàng loạt luôn Tạc axit vô, tạc tới tấp luôn em hiểu, em hiểu chưa Thì những cái con Những cái con tinh trùng còn lại Mà nó được cái kềm của Tinh dịch trung hòa với lại cái axit Ở trong âm đạo, nó tạo thành cái môi trường Trung tính đó thì bắt đầu nó mới đi chuyển vô trong được Chính vì cái sự mà nó có Trung hòa như vậy xảy ra ừ. thì nó làm cho những cái tế bào tuyến ở bên trong buộc lòng phải tăng tiết cái chất nhờn ra để sao đảo vệ cái môi trường âm đạo của người phụ nữ với những cái tác nhân ở bên ngoài. Nên là cái tế bào tuyến càng ngày nó sẽ càng bị bị đưa ra ngoài, nó tăng tiết dịch nhờn nhiều hơn. Được chưa? Hình dung ra cái cơ chế chưa? Cho nên đa số những người mà đã sanh rồi, đã quan hệ rồi là cổ tử cung nó sẽ lộ tuyến. Lộ tuyến không phải là bệnh lý. tụi em phải nhớ như vậy ha, không phải là bệnh lý và cái đó là cái biến đổi sinh lý bình thường của người phụ nữ. Được ha? rất nhiều bạn đi khám ở những phòng khám bên ngoài và khi nghe người ta nói là ờ, cổ tử cung viêm lỗ tuyến này kia xong bắt đầu người ta đốt hay người ta truyền thuốc vân vân làm hư hết cái cổ tử cung của mình nên mình phải nhớ mình phải biết những cái sinh lý bình thường đó đây cái mà nãy giờ chị nói là nó nằm ở phía bên đây hả đó, nó nằm ở phía bên trái của mình đây là những tế bào tuyến là hình trụ ha tiết nhầy và khi mà có cái tác động từ môi trường bên ngoài thì bắt đầu nó sẽ nó sẽ tăng sinh dần và nó sẽ đi ra phía bên ngoài còn một khi mà nó đã biến đổi một cách bất thường hay người ta còn gọi là chuyển sản nghịch sản thì nó sẽ biến đổi Ha, nó biến đổi kể về cả nhân rồi tế bào học tế bào chất của nó biến đổi hết ha, cái này mình sẽ nhìn được trên kính hiển vi thôi trên giả phổ bệnh thôi Cái này học giả phổ bệnh rồi chị không nhắc lại nữa mấy cái hình này nói chung là mình vẽ lại nó cũng có đẹp được như là thực tế ha. mấy em nhìn để mấy em biết nó biến đổi như thế nào bình thường như thế nào bất thường rồi nhìn như mấy cái móng tay vậy đó nè thấy không lại là lông nha nhung mau nha mấy em từ đây giờ chị vẽ lại thôi chị vẽ nó cũng đẹp đó mấy em ráng tưởng tượng nha đó ví dụ như đây cái ta vẽ qua anh đây Rồi, vẽ cũng đẹp ghê ha đó dị sản Các bạn nào biết cái chữ lâu siêu đó là gì không lâu gì square mất gì nữa in in gì in p trời ơi học tiếng anh ở về nhà học lại nha các cô các cậu đây là hai siêu ha, hai siêu là nghịch sản là mức độ cao rồi, cái này nó chỉ bước qua cái tân sinh nó cái sinh đó, ha. có một nóc thôi, chuyển sản, đây chuyển sản nặng, em nhìn cái cái tế bào, cái tế bào học ha. từ bào tương cho tới nhân nó đều thay đổi, nó đều biến đổi, em nhìn nè, ha. cả một vùng như thế này, nói chung là cái này nó thiên về giải phẫu bệnh, mình học cái này chút xíu nữa mình sẽ được học qua những cái mà à, bình thường nó như thế nào các kỹ thuật làm map me như thế nào còn cái bài này á em học ở trong cái file word chỉ có gửi cho nhóm trưởng rồi cái bài đó người ta sẽ nói cụ thể tế bào biến đổi từ lớp đáy lên tới lớp trung mô lên tới lớp biểu mô từng cái như thế nào nó sẽ phân ra cái độ khác nhau nhưng mà vì y 4 mình chỉ dừng lại ở cái mức là tụi em biết được cái kỹ thuật làm map thứ hai là em đọc được kết quả map và thứ ba là em có cái hướng để em theo dõi cái cô này như thế nào. Còn cái bài bệnh lý về ác tính ung thư cổ tử cung thì em sẽ được học trên y sáo. Tuy nhiên á, cái bài này em sẽ học những cái bệnh lý lành tính của cổ tử cung thì nó bao gồm cả những cái chuyển sản này nữa ha. Ascot, Ascot, low shield, high shield vân vân nha. Chứ mình sẽ không có đọc nhiều về ung thư ha. rồi mình sẽ học cái kỹ thuật của làm bát ha cái ông đầu tiên cái ông đầu tiên mà ông nghĩ ra cái kỹ thuật này tức là ông nghĩ ra cái cách mà để lấy được cái tế bào ở cổ tử cung ra để mà ông đặt dưới cái kính hiển vi ông quan sát cái tế bào đó là ông papa nicola Ua. nha ờ ừ, tên ông vậy cho nên là mới lấy cái 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 kỹ thuật đã đặt tên là papa nicola mia bắp mia hay người ta còn gọi là chữ bắp là ba cái chữ cái đầu tiên của tên ổng nhầm đây mình sẽ nhìn một cái vài cái hình ảnh của cổ tử cung để em em biết ha trên lâm sàng khi tụi em đi á tụi em khám phụ khoa tụi em đặt mỏ vịt vô là tụi em phải bộc lộ được cái cổ tử cung ha cái đen đen là gì mấy bạn hả giỏi quá các nhà y học lâm sàng cái này cổ tử cung nó đang hở nè ha nó hở bên ngoài cái này là lỗ ngoài cổ tử cung nó phải đi qua hết một cái kênh cổ tử cung kênh cổ tử cung bình thường dài bao nhiêu 34 mươi xăng lận hả dài dữ vậy từ 3 tới 5 cm em ha em học cái đó để mốt em khám xóa mở cổ tử cung em còn biết là bao nhiêu là xóa 100%, bao nhiêu là xóa 50, bao nhiêu xóa 70, 80 để mình biết mình còn khám được độ mở, độ xóa, học skill lab rồi. Phải không? Nè, lỗ tuyến nè. Đây ha, mấy bạn nhìn những cái vùng mà nó có cái màu hồng đậm á. Đó. đó, đây là chính là những cái tế bào tuyến mà nó đáng lẽ nó phải nằm ở bên trong thì bây giờ nó lộ ra bên ngoài. Nhưng mà cổ tử cung này là cổ tử cung bình thường bình thường ha chứ đừng có nghĩ là cái cổ tử cung nó phải trơn láng nó mới đẹp không có đâu nha mấy bạn nhiều khi cái cổ tử cung trơn láng mà nó lại có cái nguy cơ của ác tính tiềm ẩn do nó nghịch sản nó loạn sản hết ở bên trong mà không có biết đây ung thư ha cái này mình đọc cho biết thôi ha, mục tiêu của bài học ngày hôm nay không phải học về ung thư những cái hình ảnh này mình đọc cho biết thôi đây chuyển sản ha low shield nên mình nhìn một cái vùng trắng thiệt là trắng này nè ha? Nhìn như là nó có một cái vết trắng mà gần như toàn bộ cổ tử cung Những cái vùng này mà bạn muốn kiểm tra là mình phải bấm sinh thiết Mình bấm ngay cái chỗ mà mình nghi ngờ Mình đọc ra phẫu bệnh thì mình mới kết luận chính xác là cái tổn thương này nó đã xâm lấn tới đâu rồi ha, Và mình mới kết luận nó là cái gì Thấy cái xùi không à, Cầm đi lô ha Xùi Nhìn để biết ha cái này nó cũng rất dễ nhầm với một cái bệnh lý mà mình hay gặp đó là u nhú sinh dục. Tức là nếu như cái người đó bị nhiễm HPV nhưng mà một chủng khác, màu gà là chủng gì? Hả? Nhiều dữ vậy? Ai kêu vậy? HPV tiếp 11 là gây ra sùi ha mấy bạn. Nhưng mà nhiều khi người ta bị nhiễm một cái tiếp HPV khác, Ha, và nó gây ra những cái u nhú cái con đó là cái gây ra u nhú mà cái chữ papillo đó là, là là, gai là nhú ha nhiều khi mình nhìn thấy nó có những cái gai và nó rải đầy ở trong âm đạo mấy bạn tưởng là sùi xong mấy bạn nói với cô bệnh nhân trời ơi chị ơi tôi rất tiếc nhưng mà tôi phải nói với chị một điều chị khám gia liễu liền nha ngay lập tức luôn là rồi em phá nát một gia đình nha em hết sức là cẩn thận khi mình kết luận bất cứ chuyện gì ha cho nên là phải học, giờ hỏi làm sao để biết thì chỉ có cách học thôi, học, nhìn nhiều mà giả sử trên lâm sàng em có nghi ngờ rồi, vấn đề gì đi chăng nữa thì sao, em phải hỏi cái bệnh sử của người ta đã rồi em mới kết luận được, chưa gì hết trơn nó phán cái hai vợ chồng đi khám mà nó quay lại nó quánh em nó quánh mà thấy gì luôn á chứ không phải chỉ thấy thân sinh nha rồi, tổn thương mức độ cao ha hình ảnh thôi à mấy cái này chỉ có nhìn nhiều mấy em mới biết được thôi chứ còn nếu không thì ví dụ như lần đầu tiên mà làm trách nghiệm mà sâu cái hình này ra cho em quánh là em quánh bằng tâm linh thôi không cách chi mà đúng được hết trơn nhìn nhiều mà mình còn nhầm mình rất dễ nhầm cái ung thư này với cái gì biết không em cái lao sinh dục á như tụi chị bây giờ mà nhìn hình ảnh này cũng không biết có phải lao hay không nữa phải làm xét nghiệm thôi thử cái dịch này thôi Giờ hỏi về ung thư không? Khó biết được lắm Trừ khi người ta đã có những cái xin từ trước rồi Xin 1, xin 2, đã từng phát chóp rồi vân vân đó Thì mình mới nghi ngờ Xin là cái tân sinh đó Bây giờ mình sẽ học cái bài đó Rồi giờ sao show được cái bài đó Rồi bài chính ha, tại vì phải học bài chi trước để lỡ không có kịp giờ. Đây bài chính mục tiêu của mình ngày hôm nay là mình phải làm được bác, biết cái bác là gì, khi nào làm và mình sẽ đọc cái kết quả bác này như thế nào, mình có hướng theo dõi như thế nào về cái cổ tử cung ha. Rồi định nghĩa, định nghĩa làm sao về nhà học thuộc hết. Rồi chỉ định, <laughs> khi nào thì mình sẽ làm cái tầm soát ung thư cổ tử cung này mấy bạn, khi nào thì sẽ làm. Theo khuyến cáo của rất nhiều hiệp hội về sản phụ khoa, kể cả tổ chức y tế thế giới, thì người ta đều khuyến cáo rằng mình nên làm bác ngay sau lần quan hệ tình dục đầu tiên. Có nghĩa là sao không cần phân biệt cái độ tuổi của tụi em. Có quan hệ tình dục là phải đi làm tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ. Rồi giờ lỡ không quan hệ tình dục làm sao? Tới già luôn không làm hay làm sao? Thấy không? Giờ sao? ví dụ như giờ là số là số đi tu rồi tới tuổi đó cái đi tu rồi có làm không có làm không không luôn bởi vậy rất là kiên định ha sống như vậy thôi tới già luôn rồi lỡ như ra huyết bất thường rồi sao kệ luôn cả một đời chỉ ở trong tu viện thôi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài hả mấy bạn no thì cái này nó có một cái sự khác biệt cũng khá là lớn ha giữa châu á đông nam á nói riêng và các nước còn lại trên thế giới nói chung bởi vì nó liên quan một chút xíu tới phong tục nghĩa là sao mình có cái phong tục là mình không có làm mình không có khám âm đạo không mấy nếu như người phụ nữ đó chưa có quan hệ tình dục đó có thể là vi phạm pháp luật nhưng ở nước ngoài là không ở nước ngoài sau 21 tuổi cho dù em có hay không có quan hệ tình dục nó vẫn làm bác ở nước ngoài như vậy nhưng mà đa số hiếm hiếm có trường hợp nào hay sau 21 tuổi ở nước mình thì mình sẽ áp dụng là sau lần quan hệ tình dục đầu tiên ha và ở những người phụ nữ đã có gia đình ví dụ như người ta có gia đình sớm thì người ta làm bát sớm hoặc người ta có gia đình muộn thì người ta làm bát muộn nói chung là sau cái lần quan hệ tình dục đầu là người ta sẽ làm nhớ đi làm nha mấy bạn nữ mấy bạn nam nhớ dẫn bạc nơi đi làm thể hiện trách nhiệm ngay từ khi còn là ngồi trên ghế nhà trường đây học được không mấy em câu hỏi cũ thôi học lớp ai học tiếng pháp vậy Trời đem có đứa nào học tiếng Pháp luôn Bạn nào học tiếng Pháp Đọc cái bản này hiểu không Thì ai không biết nó là tiếng Anh Mà nó học tiếng Pháp nó còn đọc được Thì tiếng Anh tụi em là đọc được là đương nhiên Nè em thấy không Đây ha Nè ở nước ngoài từ năm 2004 rồi là người ta đã có cái khuyến cáo là không có muộn hơn 21 tuổi sau 21 tuổi là đề ra làm hết Tất cả đề ra làm hết ha Ở tất cả các nước ha Tất cả các hiệp hội Từ hiệp hội ung thư Hiệp hội sản phụ khoa Tổ chức y tế thế giới là người ta đều khuyến cáo Làm cái xét nghiệm pap này như vậy ha Và sẽ làm định kỳ mỗi năm Ngày nay thì người ta đã có cái vaccine chủng ngừa, tứ giá, ngũ giá, cũ giá Có nghe nói tới không mấy bạn? Tiêm chưa? Trời nghe nói tới mỗi đi tiêm là tội lỗi em hiểu không dù không biết không tiêm thì là tại vì mình còn ngu muội mình chưa biết biết rồi mà không đi tiêm là tội lỗi đi tiêm đi sao vậy covid còn dám tiêm mà sao không đi tiêm hpv tụi em còn đủ tuổi tiêm á cả nam luôn đi tiêm ngừa hpv vô nha mấy em giờ nó có cũ giá ha tứ giá ngũ giá cũ giá rồi nó sẽ ngăn ngừa được chính cái tiếp gây ung thư cổ tử cung cao nhất và cái câu hỏi đặt ra là mình bắt đầu mình làm từ cái độ tuổi đó thì mình sẽ ngưng không làm ở độ tuổi nào thường thì người ta không có ngưng tức là nếu như anh đi kiểm tra định kỳ anh vẫn có quyền yêu cầu làm tầm soát ung thư cổ tử cung tuy nhiên người ta vẫn giới hạn một cái độ tuổi là sao có thể sẽ không cần phải kiểm tra nữa sau 70 tuổi ha, từ 65 đến 70 tuổi nó dao động tùy theo từng vùng từng quốc gia nhưng mà cái độ tuổi mà người ta khuyến cáo ha, từ xưa tới giờ là độ tuổi 70 có nghĩa là sao sau 70 tuổi là kiểu như viên mãn rồi kiểu vậy có bệnh gì cũng được <laughs> nhưng với điều kiện là gì cái bác mà 3 năm liên tiếp trước đó là phải bình thường còn không thì đương nhiên em vẫn phải theo dõi cho người ta chứ chứ đâu có thể nào em ngưng được ví dụ như đã phát hiện ra bà đó bị xin ha? ví dụ như có 68, 69 tuổi mà đang bị một cái nghịch sản cổ tử cung ở mức độ thấp hoặc là đang bị ung thư thì em vẫn phải kiểm tra cho người ta chứ đâu thể nào em ngưng em bỏ được nó thôi sang năm 70 rồi bà khỏi đi khám nữa ở nhà với con cháu đâu được nhớ em nha mấy bạn và người ta sẽ lặp lại cái bác đó ha trong một khoảng thời gian thì em biết là cái ngày nay y học tiến bộ cho nên là cái xét nghiệm về tầm soát ung thư cổ tử cung nó đã rất là cải tiến hơn so với lại cái pháp cổ điển thời xưa cái pháp cổ điển thời xưa là ông đó ông cố gắng ông lấy tế bào bằng một cái que và cái que đó thì nó lấy tế bào không có được sâu và cái vùng chuyển tiếp là nó rất dễ bị bỏ sót nên bây giờ người ta đã tìm ra một cái dụng cụ để có thể lấy được nhiều tế bào hơn đặc biệt là ở vùng chuyển tiếp là cái vùng mà từ kênh đi ra ngoài biểu mô hay là cái chổi và cái dung dịch cố định tế bào người ta cũng đã cải thiện tiến nhiều hơn rồi nó giúp cho giữ tế bào rất là tốt ở trong cái môi trường bình thường người ta đọc được kết quả chính xác hơn và người ta tầm soát được bệnh tốt hơn do đó là nếu như mà em xét nghiệm cái bát bình thường thì có thể trong vòng từ 1 tới 2 năm em mới cần phải làm lại chứ còn nếu như em làm cái bát cổ điển thì người ta sẽ khuyến cáo em là từ 4 tới 6 tháng em phải làm lại cái bát đó một lần hiểu biết chưa <laughs> vậy nó khác nhau ở chỗ nào đây nó khác nhau ở những cái chỗ xíu nữa mình học về cái dung dịch nhúng đó mình sẽ biết ha rồi khi nào thì mình làm cái bát này được cái cái xét nghiệm ở tế bào cái tế bào ở cổ tử cung đó, nó bị tác động bởi rất nhiều yếu tố và nó cũng rất là dễ bị thay đổi ví dụ như lúc nãy chị nói với em nó chỉ cần quan hệ tình dục thôi là cái tế bào ngay tại đó nó cũng đã thay đổi rồi cho nên nó là mình phải có cái điều kiện đó, trước khi mà mình làm xét nghiệm đây ha không đặt thuốc không giao hợp không rửa âm đạo trong vòng 48 giờ đồng hồ tại sao vậy thì đó em vừa mới tạt axit người ta em phải có một hai ngày hối lỗi chứ em phải cho cơ thể ha nó trung hòa hết cái lượng đó đi cái mức cái tế bào nó trở về cái trạng thái bình thường cái đã rồi sau đó em mới làm xét nghiệm không đặt thuốc ha không rửa ha tắm nha tắm bình thường nha mấy bạn trời ơi nhiều người bệnh nhân đi vô bác sĩ tư vấn hẹn là tuần sau tới là tái khám rồi dặn là không thụt rửa, này về về hai ngày không tắm luôn rồi ơi về xong chồng ngất luôn tắm rửa bình thường nhé bạn chỉ có điều là mình không thụt rửa sâu vô bên trong thôi nghe rồi không có tình trạng viêm nhiễm này kia thì đương nhiên rồi đương nhiên là sao phải làm khi mà người ta ở ngoài cái chu kỳ kinh bởi vì cái tế bào hồng cầu nó nhiều quá thì khi mà em trải lên lam toàn là hồng cầu không mà nó sẽ che lấp cái tế bào cổ tử cung em sẽ không đọc được vậy thôi còn đang bị viêm nhiễm thì đương nhiên em cũng sẽ không đọc không đọc cái tế bào đó chính xác được toàn vi khuẩn là toàn nấm rồi trichomonas hoặc trùng roi bơi lổm ngổm trong đó thì em đâu có đọc tế bào được ha. chưa thấy con nó bơi hả rồi ác nghiệt lắm luôn nhìn sợ hãi <laughs> rồi đây dụng cụ làm bát ha cái này nó sẽ là cái bản kiểm của tụi em khi mà tụi em học cái cái làm bát á mai mốt tụi em thi oski nó sẽ có một cái trạm tụi em sẽ làm cái này nè nhớ đừng quên là được tại học rồi cho nên chị cũng không nhắc lại cấu trúc của tử cung ha cái này là cắt dọc nha lúc nãy mình học cái hình hình tròn là cắt ngang hôm nay cắt dọc đây cái động tác tụi em làm mà đặt mỏ dịch vô bộc lộ của tử cung ra học học trên lâm sàng rồi đúng không học chưa sao chưa ủa skill lab học học rồi mà rồi lấy bát thôi cái cái mục tiêu của mình mình không có nhắc lại cái phần làm này nữa em học skill lab rồi mình chỉ học về cái cách đọc kết quả thôi nên chị sẽ lướt qua cho nó nhanh ha <laughs> rồi cổ tử cung đây cái que cái que này là cái que cổ điển nè cái que e là cái que bằng gỗ nó sẽ có hai cái đầu một cái đầu để lấy tế bào cổ ngoài và một cái đầu để lấy tế bào cổ trong chỗ tứ cung lá này nè em hai cái này là gì à, thành lắm đạo nha tụi bay đừng có nhìn vô mấy cái này tập trung vô tế bào chính đây cổ tử cung bình thường ha khác nhau giữa bình thường với nghịch sản nè nghịch sản cái nhân nó sẽ thay đổi ha nó sẽ tăng sáng nhưng nó sẽ thay đổi nó loạn sản rồi nhưng nó phân chia một cách mà không có cái chu kỳ để ngừng lại rồi phần cuối cùng cũng là phần chính của cái bài tụi em sẽ học là đọc cái bát này đó thấy cái ông chưa Papa nicolau thì á là ông này hồi xưa khi mà ông nghĩ ra cái cái cách để mà làm tế bào thì ông cũng nghĩ ra một cái phân loại tế bào theo ông ấy. nhưng mà sau đó người ta thấy cái phân phân loại tế bào của ông quá nhiều nhóm nhưng mà nhìn chung lại thì nó cũng chỉ có hai nhóm thôi bình thường hay bất thường cho nên sau đó là người ta chia nhóm lại nó dễ hơn để cho tụi mình dễ nhớ hơn thì cái phân loại mà tụi em sẽ phải học là phân loại theo Bethesda để em học cái đó đọc theo cái đó thôi một là bình thường hai là bất thường thì trong cái bất thường đó bắt đầu người ta mới phân lớp ra còn ông này thì ông, ông, ông chia ví dụ như nhóm 1, nhóm 2 là bình thường tế bào biến đổi do viêm người ta vẫn xếp vô là bình thường nha mấy bạn đó chỉ có bắt đầu từ nhóm 3 trở đi này bắt đầu nó mới có bất thường thì sau đó cái ông Richard này với ông Hu ông mới phân ra thành hai nhóm em thấy không để cho dễ nhớ hai nhóm một nhóm bình thường và một nhóm là nghịch sản rồi đây cái này là cái em sẽ phải nhớ ha phân độ theo Bethesda và nó đã giữ ra như vậy hơn 20 năm nay không có gì thay đổi nên mình cũng sẽ học theo cái bảng phân loại này thôi rồi Bethesda đầu tiên là bình thường ha tế bào biến đổi do viêm cũng là bình thường. Bây giờ mới tới cái nhóm mà biến đổi không điển hình. Cái nhóm biến đổi không điển hình thì người ta chia thành hai cái group nhỏ, người ta gọi là sub group á. Hai cái group nhỏ, một là tế bào gai và hai là tế bào tuyến hết rồi. Chỉ có vậy thôi và mình chỉ nhớ như vậy là được ha. Đây tế bào gai. Asgard là tế bào tuyến, chữ G này là chữ gland clen á, Có biết không? không biết ta cũng chịu thôi chứ sao giờ rồi còn đây là cái chữ square đó, square mất đó biết không không biết ta cũng chịu hả rồi tế bào gai biến đổi thêm điểm hình ha asgard, còn tế bào tuyến là asgard đó là tế bào biến đổi không điển hình khi mà em gặp những trường hợp như thế này tụi em sẽ làm gì nếu như kết quả trả lời là tế bào gai tức là tế bào biểu mô nó nằm ở bên ngoài bề mặt á thì sao thứ nhất em phải kiểm tra các cô này có bị nhiễm virus HPV không cái con virus HPV nó sẽ làm tăng cái nguy cơ biến đổi tế bào của tử cung theo chiều hướng ác tính lên tới 70 lần so với những người không bị nhiễm cho nên em sẽ phải hỏi lại bệnh sử à, người ta có yếu tố nguy cơ gì không có nhiều bạn tình không có quan hệ tình dục sớm không có kinh nguyệt sớm không rồi tất cả những yếu tố nguy cơ khác ha rồi ví dụ như là viêm nhiễm tái đi tái lại nhiều lần hay không vân vân đó thì em sẽ làm cái HPV đến cái HPV thì mình lại xếp tiếp tục có hai nhánh ha HPV âm tính, HPV dương tính, hai cái em sẽ có cái hướng theo dõi khác nhau. Em sẽ phải lập lại cái bát này thời gian ngắn hơn so với những người mà không có bị nhiễm con virus HPV. Thì cái đó nó lại thiên về hướng điều trị, mình sẽ học nhiều hơn ở Y6, nhưng mà mình biết cái hướng theo dõi là như vậy. Còn nếu như kết quả trả lời về là cái biểu mô tuyến đó, nó mới thay đổi, có nghĩa là khi em lấy cái tế bào thì cái lớp ở bên trong, cái tế bào tuyến ở bên trong nó đang có biểu hiện là biến đổi, vậy thì em phải làm gì? Em phải nạo kênh. Có nghĩa là em phải đề nghị làm thêm một cái xét nghiệm giả phẫu bệnh nữa là bây giờ em phải lấy tế bào ở kênh cổ tử cung em phải nạo hết cái tế bào đó để em đọc giả phẫu bệnh có thực sự những cái tế bào tuyến đó nó đang biến đổi ở mức độ nào rồi được chưa mấy bạn hình dung ra không rồi sau đó là sao những cái tế bào nó bắt đầu có xu hướng biến đổi nghịch sản theo chiều hướng xấu thì người ta sẽ chia ra thành low siêu high siêu hồi xưa là cái ông ông papa Nicolau đó Ông phân ra thành là tế bào bình thường tế bào viêm rồi tế bào bất thường các bào phân ra sin 1 sin 2 sin 3 được không là tân sinh thì bây giờ cái chữ sin 1 sin 2 sin 3 đó thì người ta sẽ đổi lại thành là ha, biến đổi chuyển sản tế bào gai ở mức độ thấp chuyển sản ở mức độ cao rồi mới tới ung thư ha đây ví dụ như nó tương đương nè ha sin 1 là lô siêu có nghĩa là cái biểu mô tuyến đó nó đang bị mô gai đó nó đang biến đổi ở mức độ thấp thôi mức độ thấp là như thế nào em về nhà em đọc thêm cái bài mà chị gửi á. tức là nó chỉ ở ngay cái lớp đáy thôi nó chưa có dịch sẵn lên trên ngay cái chỗ lớp đáy nhớ không nhớ 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 cái lớp của tế bào gật gật gì? chứ chú biết nhớ không biết nhớ tao cũng không biết sao nó biến đổi ở ngay cái lớp đáy đó thôi ha nó chưa có lên trên nó chưa có chiếm hết cái bề dày của cổ tử cung ha thì người ta xếp vô là xin một làm sao để biết thì em phải nạo cái kênh đi em mới biết được nạo kênh em sẽ lấy toàn bộ cái lớp tế bào đó để em đọc hay khi em trải lên lam nó sẽ ra được tế bào ở tầng lớp em đọc được rồi tiếp theo nếu như nó chuyển sản nghịch sản cao hơn ở mức độ cao có nghĩa là nó chiếm gần 2 phần 3 cái bề dày của cái cổ tử cung rồi thì người ta gọi là chuyển sản mức độ cao Đấy, xong rồi sau đó nó mới mới tới mức cuối cùng là ung thư ung thư thì nó sẽ có ung thư tại chỗ ha, rồi xâm lấn Ờ, xâm lấn ở trong vùng chu cung tiểu khung rồi nó mới xâm lấn di căn xa vân vân ha thì cái đó nó lại qua một cái phân loại khác <laughs> được không mấy bạn rồi nên mình mình chỉ dừng lại ở cái chỗ mà tổn thương lành tính là nó tới cái phần mà lô siêu hai siêu thôi xin thôi chứ mình không có học qua ung thư ha đây sau đó thì ổng làm gì ổng sẽ có hướng để theo dõi cho cho cái cô này cho cái bệnh nhân này thì ông á, ổng phân loại sao thì ổng sẽ xử trí theo phân loại của ổng nên mình đọc cái ông này để cho mình biết còn mình thì mình sẽ học theo uh, Bethesda nha mấy em rồi Bethesda nó cũng giống giống như hu thôi tất cả những cái mà chị nói bình thường thì không nói rồi bình thường thì mình sẽ làm lại từ 1 tới 2 năm với điều kiện là ví dụ như cô này đã có tiêm người HPV em kiểm tra HPV âm tính còn nếu như mà cái nhóm này có tế bào viêm thì em sẽ kiểm tra em soi tươi huyết trắng xem viêm nhiễm gì, em sẽ điều trị theo nguyên nhân. Còn nếu như mà là nghịch sản, đây người ta nói ha, nghịch sản sin, sin một tức là nó bắt đầu có chuyển sản rồi thì thường sao? Người ta sẽ làm lại cái bát này mỗi 4 tháng. Ngoài ra nó sẽ có nhiều phương pháp điều trị lắm tùy thuộc vào từng tình trạng của bệnh nhân cô này còn trẻ tuổi không ha cô này đã đủ con chưa À, cô này còn muốn có con nữa không dù như người ta đã hai con nhưng người ta vẫn còn muốn có con nữa em sẽ phải tư vấn nhiều cái khác nhau cô này có bệnh lý nền gì không vân vân Hả? rồi xin hai xin hai thì đương nhiên nó sẽ cao hơn rồi đó là một cái mức độ trung bình cuối cùng là cái xin ba là nó gần như nó sẽ chuyển thành cái ung thư cổ tử cung thì lúc này chỉ có một cái là gì chóp thôi hoặc là những người đã lớn tuổi đã mãn kinh thì người ta có luôn cả cái chỉ định là cắt tử cung cắt tử cung toàn phần đây ha cái chót này cái này đọc thêm tại vì cái bài này á là soạn cho cả lớp y 6 nữa nên là khi gửi tụi em tụi em đọc cái phần của tụi em thôi ha cái bài này y 6 tụi em sẽ còn học lại đây cái này là cái tụi em cần phải nhớ nè phân loại theo Bethesda và xử trí cái hướng xử trí theo dõi cũng theo ông Bethesda luôn nha bình thường thì không nói rồi mỗi một tới hai năm ha còn nếu như có bất thường nè giống như chị nói rồi nó ra bác ask God hay nó ra là bác ask God thì em đều phải đề nghị làm kiểm tra con virus HPV nó có bốn cái tiết nguy cơ cao 16, 18, 31 và 33 thì là bây giờ nó có cái vaccine người ta gọi là tứ giá cũ giá, ngủ giá ha, thì nó sẽ có thêm ví dụ như là tiếp 44, tiếp 45 vân vân nó ngừa luôn cả 11 nữa 11 với 6 nữa nên là nếu mà còn trong độ tuổi mình cứ nên đi chích ha cứ đi tim không sao hết. Rồi, đây low siêu ha, low siêu hai siêu. Nó cũng không có thay đổi gì nhiều so với những cái tiên lượng về trước. Tuy nhiên là người ta phân nhóm lại để cho nó rõ ràng theo lớp tế bào hơn để cho nó dễ nhớ thôi. Rồi, mấy bạn có muốn hỏi gì nữa không? <laughs> cái phần ung thư cổ tử cung không phải là mục tiêu của y 4 nghe Nhưng mà mình phải biết được tế bào nó biến đổi như thế nào và hướng xe theo dõi như sao.